à đi nào cái gì con mạnh lên có ai nói giờ cho mạnh nhá à nào cái con gọi à cô bây giờ cô gọi con dạy cô nhá Kiệt ơi dạ cô con nói to thì cô mới nghe thấy à dạ cô nói to cơ nói thế cô nghe thấy tai con nặng à cô gọi nhá Kiệt ơi à con bảo dạ cô Kiệt chú ý nào Kiệt bảo dạ cô à đúng sáng cô nghe mà à, Nguyên ơi Nguyên dạ cô nào Nguyên ơi Thả cử tiếng Việt đây. Anh Nguyên ơi, con dạ cô đi, con dạ cô. Rồi, con gọi cô Tâm ơi. Con quay lên đây, cô Tâm ơi. À, đúng rồi. Nào Kiệt, Kiệt ơi. Dạ cô. À, con gọi cô Tâm ơi. Chị Yê, Yê lên đây Yê ơi. Yê lên đây Yê, Yê lên đây nè con. Lấy bánh cho đó. Yêu.